một trong những niềm hy vọng cuối cùng của Hoàng Gia Lai. Quá đẹp mắt, quá tuyệt vời. Lại thêm một bàn thắng tuyệt đẹp của các cầu thủ Hoàng Gia Lai được thực hiện tại V-League. Đó là pha lập công của Trần Hữu Đông Triều, một trung vệ nhưng có khả năng xuất phạt cực tốt của Hoàng Gia Lai. Và điều đó không chỉ thể hiện trong trận đấu này mà đã từng được thể hiện trong một vài trận đấu trước, trong đó có trận hòa 2-2 với Đồng Nai cũng trên sân Tây Cu cách đây 2 vòng đấu. 2-2 ở phút cuối cùng của trận đấu. Quá khó đối với thủ thành Phạm Văn Cường.